Liên quan đến đường dây buôn lậu lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ do bà Trùm 10 Tường cầm đầu, mới đây giám đốc công an tỉnh An Giang đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với hai cán bộ cấp phòng và một cán bộ điều tra thuộc công an tỉnh này vì có liên quan đến đường dây này. Qua điều tra mở rộng vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh tức 10 Tường cầm đầu, lực lượng chức năng xác định ba cán bộ này có liên quan đến bà Trùm buôn lậu cũng liên quan đến vụ án vào 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1968 về tội rửa tiền, có hành vi tham gia trực tiếp các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của bà Trùm buôn lậu 10 tường do phạm tội mà có. Ông Võ từng giữ nhiều chức vụ như trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy, rồi trưởng phòng hồ sơ công an tỉnh An Giang. Đây là diễn biến mới liên quan đến việc triệt phá đường dây buôn lậu lớn ở khu vực biên giới Tây Nam mà đầu mối đầu tiên là việc thu giữ 51 kg vàng 4 số 9, ước tính trị giá lên đến 71 tỷ đồng được buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam.